Ôi nè con mực. Tả chứ. Trời ơi, trời ơi con mực nè. Không có gì để tả đâu luôn, trời ơi con mực. Trời ơi con mực. Trời ơi. Còn phao luôn, phao mực luôn. Đó 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 vô rồi. Mà mệt. Chào cả nhà, bữa nay anh em mình đi bắt ong. Nãy giờ anh em mình quần cả tiếng đồng hồ mới phát hiện được con ong kìa. Rồi 10 phút rồi. Nhìn cục mực luôn. Thôi to luôn. Bến này bến của anh em mình. Để tuần trước anh em mình có đi. Okay. Thôi to rồi. Đông lên cây nhỏ xíu à. Đá chứ. Cắt mấy cây con ra đây. Đóng cây chút xíu à. Ôi đóng lên cây quặng cây. Ơi ơi keo gì kỳ cột vậy? Thôi keo. Đóng trên cái cây ấy luôn à. Đóng cây tam cái này. Nó chớ mặt à. Thôi người qua. Thôi nó cùng mặt luôn. Cái tỏ này anh em mình không lấy nè. Mình lấy xong nay cái tuần này ha. Cái tuần này mới quay lại. Ôi nè con mực. Hát chứ. Cái tuần này anh em đúng tuần này anh em quay lại. Nó chui vô hút mặt. Nè. Vô bỏ vào luôn. Mình bỏ vô ba lô mình lắp nè. Có thành quả anh em quay nữa. Đây mình vô phát hiện được tổ ong nữa nè. Hồi nãy anh em lượm được ổ nhỏ nữa. Nhỏ kín quá không có quay cho cả nhà coi được. Giờ tới đây mình phát hiện được tổ ong. Cái này cũng điểm rồi nha. Điểm năm rồi mình có đi rồi anh em đi về. Có già luôn đâu. Thôi tỏ rồi tỏ con cá. Già luôn hả? Hả? Chưa. Dạ. Tỏ là con cá lớn lắm nè. Cái này non. Đúng không hả? Ừ. Tỏ gì đó rồi. Ừ. Không phải thuốc con nước. Vợ trước anh. Rồi. Dạ. Tao còn tụi nó đi đây nè, đi đây nè. Không có đi đâu. Ôi nó luôn hả? Trời ơi. Trời ơi con mắt nè. Không có gì để tả đâu luôn, trời ơi con mắt. Trời ơi con mắt. Con nụ luôn. Trời ơi mắt nè. Con nụ luôn hả? Đây bỏ vào đâu đi để nó chạy bỏ anh. Ừ. Trời ơi con mắt. Vô rồi. Anh em nãy mình lụm được ổ nhỏ. Mà nó kín quá không quay cho cả nhà coi được. Ổ này ừ. Rồi. Thôi. Cả nhà để chút mình về anh em mình quay thành quả cả nhà. Chút là có ổ ong nữa anh em mình quay tiếp. Giờ anh em mình đi kiếm nữa cả nhà. Đây hồi nãy mình lụm được mấy tổ nhỏ. Cua nữa. Còn gì bắt nãy. Cái ổ ong nãy mình lụm nè, quá luôn. Ba nãy giờ anh em mình đi 2 tiếng đồng hồ có phát hiện được không? Đi mà đất này về anh em đuôi. Đây anh em mình phát hiện được mà tổ ong rừng nó nằm trên đó quá không kìa. Thôi sao nằm trên đó đó không biết tổ này có mật hay không. Bây giờ anh em mình leo lên thử thôi, cái gì quay hình quả cho mọi quá trời cây này lớn luôn. Lên luôn. Lên không nổi luôn. Quá trời cây.
Đây nè, tới đây nè. Tao một lúc ngủ trên trên đó luôn. Sao quá. Đây, có ông mình đây. Thôi con mặt rồi. Mặt trà bá luôn rồi. Mọi người ơi. Thôi con mặt luôn. Đây, một bạn của mình nè. Tổ là tổ mới luôn. Thôi con mặt. Vô rồi, vô rồi. Bữa nay anh em mình vô rồi. Quá trời con mặt luôn. Đóng đã chứ thủng lù luôn. Giờ lấy thôi, lấy trên trên thủng xuống mình anh em đi bắt nó mặt tiếp. Phá trời mặt luôn. Ôi quá. Quá trời con mặt luôn. Hú nụ luôn. Này nữa. Phá trời con mặt luôn. Dốc bịch luôn. Bọc lớn quá.
Rồi, giờ tỏ này mình còn dưới đây mình nuôi lại. Mày móc vòng lên mình bắt tiếp. Cục mực luôn. Quá trời cục mực luôn. Đã. Cái bịch này giờ mà không luôn. À, được như đây ha. Đi. À, rồi thêm một bịch. Quá trời luôn. Ông ơi ơi trời đất, tổng cứu nội ơi, quá trời đất luôn. Đi đi lụm bịch đỏ vô rồi. Cổng trai con xin hàng hà kìa. Đâu lụm con mấy cái trai. Còn kết cái anh em làm được. Mặc. Trời ơi. Còn phao luôn, phao mặt luôn. Đỏ 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 vô rồi. Mở mở bịch. Mở cái ngọt nha. Thơm đấy. Thơm không? Thơm không? Thơm, mặt ngọt thơm. Nè, cầm này lụm miếng uống kéo lên. Nè, kéo kéo. Nhìn thơm dữ ta. Cái vô đổ ra sao? Đổ ra hết luôn. Cái vô đổ ra sao? Không. Sao đổ? Không. Tao nằm trong thao đổ gì? Nhiều khi đổ thao á. Thôi ơi mặt à. Xin đầy nhau. Ôi. Em bánh giá, em bánh giá. Thế nè, lắm. Đó. Giác mịch xuống rồi. Ôi ôi to nè. Nhìn nó đã không? Ngon, vừa vừa vừa. Thơm vậy thôi. Thơm lắm. Cái chua nó bớt luôn. Dạ em bớt luôn. Qua giờ mực chạy. Bây giờ anh em chào ông gọi ơi. Kết thúc video nghe nha. Rồi chào ông gọi. Chào ông gọi. Chào cả nhà. Anh em kết thúc video ha.